và màn hình máy đến từ game thủ màu 7, game thủ không góc cầm Summerian. Tỷ số đang là 1-0 dành cho các thành viên của bên phía Game TV với một trận đấu quân xấu hơn nhưng các anh đánh cực kỳ hay, rất hay trong trận đấu đầu tiên. Summerian trong tay của game thủ không được khóc. Chị Boy cầm hết đi. Oliver là người cầm AC ở phía bên trong lại cũng thế ngoại hổ tàng long rồi. Đỉnh thế giới rồi. Và cuối cùng đó là game thủ đấu 1 là người cầm Persian ở phía bên ngoài. Rất đáng tiếc rằng đây là một trận đấu của game thủ Chị Boy. Và các bạn thấy kết quả của Chị Boy tôi nghĩ rằng không cần phải bàn. Và chúng ta cùng chờ em Chị Boy trận này liệu có thể kích phút thứ 1 được không? Nhiều đồ ăn thì vẫn có thể kích được. Thậm chí là đầu 10. Và trận đấu này thì chúng ta sẽ đến với màn hình máy đến từ game thủ Chị Boy cầm Hitty ở phía bên ngoài. Phía bên kia là những quân gì chúng ta cùng chờ đợi xem. Phía bên kia trận thứ 2. Vâng, AC à không, Pan, Phu, Nha và Roma cũng là một thứ cần thôi. Vâng, nói về mặt quân là cần phơ. Phía bên chúng ta thì có 3 tuyển đó là Perhit và AC. Phía bên họ cũng có 3 tuyển đó là Pan, Phu và Nha. Và Summer thì có lẽ cũng sẽ cần với Roman ở trong thể loại đời 4 như thế này. À thực ra là trong thể loại 4-4 như thế này. Vâng, một trận đấu 3 voi và một quả phụ dành cho game thủ Hello Chị Boy. Đây là một trận đấu một game thủ cầm bờ có lẽ cần phải chéo cánh sang bên này để cho game thủ vâng nâng một cần phải chéo cánh sang phía bên này để cho game thủ Chị Boy có thể đánh cung. Vâng, không dám nói là khỏe nhưng mà đánh cung tham lai rơi giữ khoảng 3x là ngon. Vâng, 3 đến mới là cực kỳ ngon đấy. Màn hình máy đến từ nên game thủ là 1 23/24 cầm Persian chắc chắn là sẽ chéo sang phía bên này khóc cho người phải đánh ở vâng đánh chém cánh phía bên kia thôi. Trận đấu mà game thủ không khóc là người cầm Summerian. Vâng, khả năng câu kéo của Summerian thì nó là vô địch của vũ trụ này rồi. Vâng, bắt đầu lên đóng L rất cao. Vâng, có phải dâng L hơi cao quá không mình cho game thủ một. Donna E. Rogan. I Rogan. Holmes. 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 I saw. Holmes. 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 Rogan. Yuri. Rogan. Yuri. Holmes. Rogan. 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 Holmes. Donna E. Hai ba chị 24 và đã lên đời từ rất sớm rồi, bắt đầu thiết kế con ngựa giò và thiết kế máy vàng. Ăn máy vàng này mắc binh luôn này, lực lực cực khỏe dành cho game thủ cầm bờ không ăn quả phụ. Và chúng ta cùng chờ xem cái game này thì game thủ nó một là người gặp ai. Vâng, chuyển qua màn hình máy của game thủ khác một chút. Màn hình máy đến từ game thủ Hello Chị Boy 26/32. Vâng, còn khuyên có thể lên đời. Đây là trận đấu mà game thủ Chị Boy quả đầu là hơi xấu. Màn hình máy đến từ game thủ GB. Vâng, một thế trận mắc binh dành cho game thủ có mấy gì. À, cũng không mắc binh lắm nhỉ. Vâng, A phải đóng tương đối xa. Và đây là một trận đấu mà game thủ GB sẽ phải bo nhào những cái nhạy. Đây là một khu vực rất dễ bị vẩy e. Cuối cùng đó là game thủ không khóc 25/28. Vâng, cũng là một trận đấu lên đời không sớm dành cho game thủ Vương Trương Vô Kỵ.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với màn hình máy của game thủ nô 1. Gặp nhà của game thủ 1 bắt đầu boy. Đây là một trận đấu nô 1 lên đời cực kỳ đột biến. Đã lên đời xong. Dành cho game thủ nô 1 và đây là 3 dân dành cho game thủ VPM. Sẽ phải nằm xuống trong tình huống này. Hai lạc đà và đang bắt đều dành cho đội trưởng của GameTV. Và đang gây áp lực cực lớn lên nhà của game thủ nô 1. Nó sao không chọc luôn. Vâng, 3 dân của nó một của VPM nằm xuống. VPM cũng đã lên xong đời, đây là một trận đấu của VPM lên đời rất sớm. Những khu vực bò nhỏ này thì có lẽ rằng còn chém chết con lạc đà. Và đấy là tìm những cơ sở làm ăn ăn thực của game thủ VPM thôi. Những khu vực bò nhỏ này thì có lẽ rằng sẽ phải để dành cho game thủ Chipboy. Vâng, dân vẫn chưa bánh xe dành cho Việt. Hai nông dân của Việt nữa sẽ phải nằm xuống. Đây là trận đấu của Việt là người gầm pan. Chết 6 dân trong tình huống này. 18 dân pan chết 6 dân, chỉ còn 12 dân thôi, 4 dân ở bãi vàng. Như vậy là còn 8 dân ở bãi, vâng, còn khoảng 6 dân bãi gỗ nữa. Như vậy đây là một trận đấu mà Pamidan trong tay của Việt nhưng mà cũng không có lực để có thể sóc quân. Chắc chắn một điều như vậy. Và nó một vẫn chưa buông tha cho Việt mà nó đang đánh chém cực gắt vào nút bãi vàng. Ăn xong bãi vàng rồi thì game thủ Việt nhưng mà chính thức fit. Và bắt đầu chạy dần. Dần là đã có bánh xe dành cho game thủ VPM. Có chém luôn thẳng vào lưới trong cánh không? Còn lại thì vẫn đang cân. Trận đấu mà game thủ Văn Văn Thờ cũng như là game thủ 6 game thủ Chipboy lên đời cũng muộn trong trận đấu này. Vâng, phía bên kia thì sao? Chúng ta chuyển qua mạng máy của game thủ Không Tóc. 31-36 đang đánh nhau với game thủ Chí Công. Một trận đấu mà Chí Công là người cầm phô Hê và đánh thẳng chúng đường. Nhưng mà phía bên đối phương đang có 3 chén. Có ai chém thẳng vào trong nhà của GV hay không? Máy của GV 25-40 bị chém thẳng vào phía bên trong. Và đây là tân quân đầu tiên hai con dành cho game thủ GV. Vâng, một tình huống mà game thủ nó một đang mang rất nhiều những con nông dân ra để sửa e. Và có phù thủ phía bên trong nhà. Nhưng cung đờ đến từ game thủ 9 công đã bắt đầu. Vâng, có mặt. Cung đờ nhá, có cung đờ đấy. Đáng cứu đấy. Có phù thủy hú bên trong. Cú được một con chém mới đỡ được. Bàn phít rồi. Bàn rất yếu rồi nhưng mà người muốn chéo sang phía bên này. Truy mệnh ở người cầm Roman. Và game thủ GV vẫn đang rất khó thở để có thể đỡ nhà. Màn hình máy đến từ game thủ Không Góc 32-40. 4 chéo cánh sang phía bên này nhá. 4 cánh này á, 4 đâu? Phía bên này khóc nó nhìn thấy 1-2-1-3 rồi nè. À 4, đúng rồi. Như vậy là ông, đúng rồi, ông nâu 1 ở cánh phía bên kia. Vẩy e tới từ game thủ Không Góc. Vẩy e vào. Vâng, giá như đó là một pha vẩy e của he he thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là toàn bộ số lượng cung đờ này phải nằm xuống. 35-44, lượng lạc đà đến từ game thủ Không Góc vẫn đang là rất đông. Chúng ta quay trở lại với màn hình máy của GV đã đỡ nhà chưa. Ngựa chém tới từ game thủ màu 4 đang là cực kỳ đông. Vâng, một pha vẩy e tới từ game thủ Trung Mạnh để bắt những cung đờ thủ nhà của game thủ GV. Vâng. Nô 1 còn quân không? Chúng ta đến với Nô 1. 29-52. Nô 1 đang chém, còn Nô 1 đang chém rất tốt. Và cả hai nhà Mô 4 cũng đang mất toàn bộ bãi vàng cũng như là những hai đoàn hoàng. Chỉ còn mỗi lựa chém thôi. Vâng, một trận đấu chém rất tốt đến từ game thủ Nô 1. Và đây là lợi thế dành cho thành viên của bên phía Game TV, có thể nâng tỷ số lên là 2-0. Chipboy vẫn đang khỏe với timeline. Chipboy vẫn đang khỏe với timeline là 58-84. Bài cầm hitty. Vâng, khóc cần phải tìm những khu vực làm ăn mới của các thành viên bên phía Tùng Thái Bình. Cánh bên này nó một đoàn chiếm 2. Còn cánh bên kia thì có lẽ rằng cánh bên kia có lẽ rằng hơi yếu thế một chút. Khi mà game thủ mới 4 là người chéo cánh sang nhà của game thủ GV. Nhưng lạc đà tới từ game thủ Trương Vũ Kỵ là quá đông trong tình huống này. Nhưng ở trong nhà của GV đã bắt đầu bay dụng chính. 45-52 là tham lai đến từ game thủ GV. Bây giờ thì phải mang cung đờ về để có thể bắt toàn bộ số lượng lạc đà này thôi. 3 con lạc đà và một con ngựa giò thôi. Nhưng đây là một tình huống mà sẽ chết dành cho game thủ màu 1. Không có đường ra. Vơ cần phải cơ cấu lại nhà một cách nhanh chóng nhất để có lực sóc những nhà A đều của cho bản thân của mình. 45-52. Một tình huống muốn phá em và bỏ chạy nhưng không thành công. Chạy đâu con sâu.
Một pha vẩy rất tốt tới từ game thủ GV. Chuyển qua màn hình máy của game thủ khác thôi. Ông Vơ này đơn giản là chỉ ăn vào thủ nhà. Đầu 1, 30 trên 52. Tiếp tục ăn dần tới từ game thủ vô thường. Một trận đấu chém 3 nhà tới từ game thủ Gumper. Vâng, chém 3 nhà tới từ game thủ Gumper Sian. Và chúng ta sẽ quay trở lại với màn hình máy của game thủ có tham lai to nhất. Game thủ cầm Hitty Hello Chipboy 80 trên 120. Đây là một trận đấu mà vâng, Chipboy đã bắt đầu bò rộng ra. Đây là một nhà của game thủ Chipboy. Nếu đánh lâu thì đây là một thế nhà rất đẹp dành cho Chipboy có thể cơ cấu. Vâng, Chipboy sẽ cần phải vẩy em trong cái ruộng. Giá mà nhanh tay hơn thì Chipboy hoàn toàn có thể bắt được toàn bộ số lượng quân đấy của game thủ 4 trung bệnh. Chúng vẫn rất yếu rồi. Ở nhà Chipboy nó hơi lòng hoàng một tí. Vâng, Yamato trong tay của game thủ Yamato trong tay của game thủ 3 vô thường đang điểm số cao. Dường như nó lóc bài đến thẳng cung A. Ô đây bên mình nhiều quân mà. Vơ này, Vơ có kích quân này. Chipboy có kích quân này. Chipboy là nó đang bận thủ nhà một tí. Ok ok. Nào nào nào, bây giờ là 1-6-1-8 nhá. Hitty AC chuẩn bị phối hợp với nhau nào. Màn hình máy đến từ game thủ không góc 40. Sau quân hàng có một tham lai lớn. Là đà vẫn đang rất đông, cuối cùng đầu 1 là 35 trên 52. Sẽ là một tình huống ốp quân tập thể vào nhà của game thủ cầm Yamato khi mà Yamato chuẩn bị lên 4. Vâng, sẽ là một tình huống ốp quân tới từ các thành viên của bên phía Game TV. Rất đông quân tới từ các thành viên của bên phía Game TV. Cung đờ AC đi kẹp với cung đờ của Hitty. Lạc đà trong tay của game thủ cung góc cầm Summer và lạc đà của... Vâng, và lạc đà của cả game thủ cầm Pearl. Vâng, ốp thẳng mặt A đi. Đây là mặt A, vâng, mặt A đẹp này. Mặt A đẹp này. Đảo đây, cung A chắc chắn là không phải quá đông đâu. Vâng, 85-96 màn hình máy của GV. Dí thẳng vào phía bên trong. Chứ bao giờ phải để ý quân đi công nào. Ít A, rất ít A thôi. Phía bên họ cực kỳ ít quân. Và đây là một tình huống mà sẽ kết liễu game thủ cầm Yamato nâng tỷ số lên 2-0 dành cho các thành viên của bên phía team Game TV. Đây là một, chắc chắn là một tình huống có thể ốp thành công. Quân màu 3, vâng, Yamato không phải là quá đông quân ở các thủ nhà. Chắc chắn ốp được trên tình huống này. Và tỷ số. Vâng, chưa quýt. Chắc chắn đã thành công rồi. Vâng, nông dân của game thủ vô thường đã bắt đầu nằm xuống la liệt. Khi mà những con lạc đà đã bắt đầu lao vào phía bên trong để có thể ăn dần. 89-100. Lạc đà của game thủ màu 5, game thủ đồng 1 và đang cực động đóng ảo phía bên trong. Chắc chắn là đã kích 4 rồi. Đang đóng ảo phía bên trong nhà. Chúng ta cần phải để ý những tân quân đi cầm. Vâng, lao thẳng ở sâu hướng trong ăn ra đi. Cũng rất nhiều dân ở phía bên trong nữa. Cung A không phải là quá đông. Cung A cực ít trong trận này dành cho game thủ vô thường. 93-108 tạm lại. Chắc chắn để vô thường đi sai 2-0 trong trận đấu thứ 3. Thank you.